Kính bạch sư, cho con hỏi, ngày xưa khi thời còn Đức Thế Tôn, lúc đó chưa có kinh hay có mà ít kinh như kinh sám hối và kinh siêu thoát, thì lúc đó người chết đi sẽ phải làm sao mới được giảm bớt tội nghiệp và được siêu thoát? Có một sự hiểu nhầm là quý vị xem là có những bài kinh như là kinh sám hối. Xin thưa là việc sám hối là có từ thời Phật rồi, và nó cũng không phải là thành một bài kinh mà một người nào đó, thí dụ như phạm lỗi, vì đó cần sám hối, thì vì đó có thể, xin lấy ví dụ nghe, vua A Xà Thế khi mà sám hối với Thế Tôn, thì ông sám hối là thưa Thế Tôn, Thế Tôn hãy ghi nhận cho con là con biết rằng sự kiện con sát hại nhà vua, sát hại vua cha là một điều sai trái, và con đã ghi nhận điều đó, xin Đức Thế Tôn hãy ghi nhận điều đó cho con. Thì Đức Thế Tôn ngài đơn giản ngài nói là Như Lai đã ghi nhận là ông có sự hối lỗi của cái ác nghiệp mà mình đã tạo, chỉ như vậy thôi, chứ nó không có cần mà phải thành một cái bài kinh mình tụng ra rã và mình gọi đó là sám hối. Xin thưa đó, quý vị có tụng 100 biến, 1000 biến bài kinh sám hối đi chăng nữa, mà mình không thực sự hiểu là mình đã tạo cái nghiệp bất thiện nào, mình không thực sự có lòng ăn năn hối cải, mình không thực sự cố để sửa chữa điều đó, quý vị tụng cả một đời nó cũng chẳng có lợi ích chi. Và kinh siêu thoát thì cũng như vậy. Đức Thế Tôn á, ngài đã dạy từ thời Phật, ngài đã nói rồi, cái hũ đựng dầu á, khi mà quăng xuống sông thì 100, 1000 ông sư á, có tụng thì dầu nó cũng nổi, không chìm được, tại bản chất của dầu là nó nhẹ. Mà cái hũ nó đựng đá đó, mà quăng xuống sông cái hũ nó bể, đá nó chìm, 100, 1000 ông sư có tụng thì đá cũng chẳng nổi được, tại vì bản chất của đá nó là nặng. Cho nên cái người mà khi đã chết rồi thì họ đi theo nghiệp, người làm các việc thiện thì họ đi lên, người tạo các nghiệp ác thì họ đi xuống. Không có ai mà có thể cầu được hết trơn, chỉ có cái lúc họ còn sống họ tạo các điều phước thiện thì họ nương theo đó mà họ đi, chứ còn chết rồi thì đã xong rồi. Cho nên không có cái chuyện mà tụng kinh cho siêu thoát đâu. Còn nếu quý vị muốn hiểu ý nghĩa của việc cầu an cầu siêu trong Phật giáo, quý vị có thể vào ở cái trang mà Vấn Đáp Sư Hạnh Tuệ đó. Vào cái link đó, nó có cái bảng tìm câu hỏi, tìm câu trả lời đó. Quý vị tìm, quý vị gõ cái từ cầu an, cầu siêu, nó sẽ ra cái video tương ứng, và quý vị xem, sư có giải thích rất nhiều về vấn đề này rồi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.